Xin chào bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cảm ơn gấp đất nền đẹp khu 4 phường 3 của thành phố Vĩnh Long, hướng đông bắc nghe bà con mình, phía sau tượng đài Mậu Thân, chạy qua khỏi ván vườn dừa, chạy qua cầu là tới. Hoặc là bà con mình có thể đi đường ngang sân cầu Long Thanh Bảo. Đường nhựa thì đang hoàn thiện, xe hơi chạy tới được. Diện tích đất là 127,5 m², 5 x 25 đất vườn. Giá bán là 4.700.000 một mét vuông, bao thế cho bà con mình. Bà con mình cũng có thể thương lượng với chính chủ. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn cảm ơn bà con mình thật nhiều, kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe . Xin chào bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cảm ơn gấp đất nền đẹp khu 4 phường 3 của thành phố Vĩnh Long, hướng đông bắc nghe bà con mình, phía sau tượng đài Mậu Thân, chạy qua khỏi ván vườn dừa, chạy qua cầu là tới. Hoặc là bà con mình có thể đi đường ngang sân cầu Long Thanh Bảo. Đường nhựa thì đang hoàn thiện, xe hơi chạy tới được. Diện tích đất là 127,5 m², 5 x 25 đất vườn. Giá bán là 4.700.000 một mét vuông, bao thế cho bà con mình. Bà con mình cũng có thể thương lượng với chính chủ. Bà con mình có nhu cầu mua đất nền ở khu vực này thì vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn cảm ơn bà con mình thật nhiều, kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe . Xin chào bà con đến với kênh Nhà đẹp giá rẻ đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn cảm ơn gấp đất nền đẹp khu 4 phường 3 của thành phố Vĩnh Long, hướng đông bắc nghe bà con mình, phía sau tượng đài Mậu Thân, chạy qua khỏi ván vườn dừa, chạy qua cầu là tới. Hoặc là bà con mình có thể đi đường ngang sân cầu Long Thanh Bảo. Đường nhựa thì đang hoàn thiện, xe hơi chạy tới được. Diện tích đất là 127,5 m², 5 x 25 đất vườn. Giá bán là 4.700.000 một mét.